Hasan. Ngày xưa, ở một nơi thật xa thành phố, dê mẹ và bảy chú dê con sống vui vẻ ở trang trại trong một khu rừng. Tất cả loài vật trong trang trại đều chăm chỉ làm việc, giúp đỡ lẫn nhau và chung sống hòa thuận. Công việc được phân chia cụ thể cho từng người. Mọi người đều tập trung vào phần việc của mình. Và tất nhiên, sau khoảng thời gian vất vả làm việc, thì sẽ phải có một kỳ nghỉ. Dê mẹ rất trông chờ được đi nghỉ mát với các con của mình. Các chú dê con thì ngày đêm mơ tưởng đến chuyến đi. Không biết năm nay mẹ sẽ đưa chúng ta đi đâu. Em cũng muốn biết. Em ước gì chúng ta đến một thành phố cổ kính ở xa, thật xa. Còn em muốn được tắm nắng và bơi lội thỏa thích ở biển. Còn em thì lại muốn đi leo núi, leo vách đá và còn muốn được nhìn các cảnh đẹp ở xung quanh nữa. Còn em thì muốn đi lặn và cùng bơi lội với bầy cá ở các vùng nước sâu. Còn em chỉ muốn tắm nắng và đọc sách ở một hòn đảo ít người thôi. Ngay lúc đó, cửa nhà bật mở. Dê mẹ đã về. Cô ấy mở túi ra, những chú dê con tò mò nhìn theo. Dê mẹ lấy ra một phong bì lớn. Đây là chuyến nghỉ dưỡng của chúng ta. Cô ấy mở phong bì ra, trong đó có 8 tấm vé. Chúng ta sẽ đi xe lửa hả mẹ? Hay là máy bay? Chúng ta sẽ đi đâu vậy mẹ? Chúng ta sẽ đi rất nhiều nơi các con à. Ta sẽ đi trên du thuyền. Bầy dê con không thể tin vào tai mình. Chúng bắt đầu nhảy múa vui vẻ. Hay quá, đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi tuyệt vời. Coi nè, trên tàu này còn có cả hồ bơi nữa. Có cầu tàu kìa. Tuyệt vời, kỳ nghỉ ơi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Mọi người hãy mau chuẩn bị hành lý. Tối nay chúng ta phải đi ngủ sớm. Họ đã đến cảng rồi. Con tàu to hơn những gì họ tưởng tượng. Trong lúc đó, một đôi mắt độc ác quan sát bầy dê con từ rất xa. Không ai khác chính là tên sói xấu xa. Hắn đang nghĩ cách ăn thịt những chú dê con vui vẻ, vô tư đó. Vậy là các người đang chuẩn bị lên tàu. Những chú dê con tội nghiệp ơi. Ta cũng vậy đây. Ta sẽ xem các ngươi làm gì khi không có chỗ nào để trốn ở biển. Đã đến giờ tàu xuất phát. Bầy dê con hào hứng khi sắp được đến thăm những hòn đảo xinh đẹp nhất. Cuối cùng tàu cũng rời cảng. Những người vẫy tay trên bến thấy một kẻ trốn vé lên tàu. Tất nhiên, kẻ đó không ai khác chính là sói đang cười nhạo, vẫy tay chào lại họ. Ngay khi con tàu tiến thẳng ra biển, sói lập tức lén vào cửa hàng trên tàu để ẩn náu. Trong khi dê mẹ tắm nắng, bầy dê con chạy nhảy xung quanh bon tàu rộng lớn. Có chú thì nhảy vào hồ bơi, có chú thì chơi cầu tuột, bọn chúng đùa giỡn rất vui vẻ.
Tên sói ra khỏi chỗ ẩn nấp và đóng giả thành một người khác. Hắn trà trộn vào hành khách. Tên sói đi qua đi lại ở hồ bơi. Hắn đang nghĩ cách để bắt bầy dê con. Sau đó, hắn nhìn thấy dê mẹ đang nằm kế bên hồ bơi. Mi ngốc quá sói ơi! Tại sao phải cần 7 con dê con đó? Chỉ cần dê mẹ là đủ rồi. Hắn biết hắn phải có một kế hoạch cho việc này. Hắn bắt đầu toan tính. Ồ, hay quá, có rồi. Vài phút sau, một giọng nói vang lên trên loa phóng thanh. Giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Cho gọi dê mẹ, cho gọi dê mẹ. Cô phải vào phòng vệ sinh ngay. Không phải. Bây giờ dê mẹ phải đến ngay cửa hàng trên tàu. Dê mẹ đứng dậy khi nghe thông báo giả của sói. Các con cứ chơi tiếp đi, mẹ sẽ quay về ngay. Hãy trông chừng đồ. Tuy nhiên, bầy dê con lại nảy sinh nghi ngờ. Chỉ mỗi chị thấy giọng nói này rất quen thuộc sao? Không, em cũng thấy quen lắm. Em nghĩ chắc là có chuyện gì rồi. Giọng nói này... Ủa, đây là giọng của... Tên sói xấu xa. Nhưng dê mẹ đã đi mà không nghe kịp điều đó. Bầy dê con ngay lập tức ra khỏi hồ bơi. Chúng ta phải làm gì đó ngay. Chúng ta phải cảnh báo cho mẹ biết. Bây giờ, hai em hãy đi tìm mẹ ngay. Còn những đứa khác thì ở lại với chị. Hai chú dê con ngay lập tức chạy đi tìm mẹ. Những chú dê khác thì đến phòng điều khiển để báo cho thuyền trưởng biết về chuyện này. Chúng gặp một thủy thủ ở cửa vào phòng điều khiển. Ủa, đã có chuyện gì vậy? Các nhóc, các cháu đi lạc hả? Không, bây giờ bọn cháu có việc gấp phải gặp thuyền trưởng ngay. Chuyện gì quan trọng tới nỗi mà các cháu muốn gặp thuyền trưởng vậy? Trên tàu có con sói gian ác. Trên tàu có chó sói hả? Hắn đang muốn bắt mẹ bọn cháu. Vậy là trên tàu có chó sói và hắn muốn bắt mẹ của các cháu hả? Chú không tin bọn cháu hả? Thôi nào các cháu, tới chỗ khác chơi đi. Thuyền trưởng còn có rất là nhiều việc quan trọng phải làm. Bị đuổi đi, các chú dê con ủ rũ rời phòng điều khiển và trở lại bon tàu. Có vẻ như chúng ta phải tự giải quyết việc này rồi. Hai chú dê con kia cuối cùng cũng tìm được mẹ mình. Sói đã nhốt dê mẹ ở cửa hàng trên tàu. Chúng ta phải cứu mẹ ra mới được. Nói nhỏ thôi, tên sói có thể ở quanh đây đó. Các ngươi tiêu rồi. Sói bắt được một chú dê con, nhưng chú dê còn lại đã rất nhanh chạy thoát được. Tim của chú đập thình thịch suýt rơi ra khỏi lồng ngực. Mau lên giúp em với. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên sói đã bắt anh dê đi rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ôi không. Bây giờ chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta phải cứu họ ra. Bằng cách nào chứ?
Chỉ có cách này. Làm sao để có thể đối đầu với tên sói đó? Hắn to con và đầy sức mạnh. Hắn có thể rất mạnh, nhưng chúng ta có thể hạ hắn bằng mưu kế. Hãy nhớ là mẹ luôn nói rằng trí tuệ luôn luôn chiến thắng sức mạnh. Phải, chúng ta phải nghĩ cách ngay. Bầy dê con mau chóng nghĩ ra một kế hoạch cứu mẹ và anh em của mình. Lúc đó, sói đã trói dê con kế bên dây mẹ. Con đừng sợ nhé con yêu, ta sẽ ra khỏi đây ngay. Bầy dê con dự định cứu dê mẹ và anh em của mình trước giờ ăn tối. Nếu không, mọi chuyện sẽ quá trễ. Chúng liền chạy đến cửa hàng trên tàu. Khi chúng đến đó, chúng dùng hết sức mình để hét lên. Ngay lập tức, sói ra xem chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ có bữa tối mà còn có thức ăn cho cả tháng. Sói bất ngờ mở cửa và lao vào bầy dê con. Nhưng bầy dê biết sói sẽ mắc bẫy của chúng nên chạy thật nhanh. Sói liền đuổi theo sau. Cuộc đuổi bắt diễn ra ở khắp hành lang của con tàu. Những chú dê con dừng lại trước một cánh cửa khép hờ và chạy vào trong. Sói cũng làm theo và đóng sập cánh cửa lại. Nhưng không ngờ, sói lại thấy bọn trẻ trên tàu chạy về phía hắn. Lúc đó hắn mới biết đã bị bầy dê con lừa, nhưng đã quá muộn. Bọn trẻ lao vào tên sói, có đứa túm lấy đuôi, vài đứa cắn vào tai hắn. Có đứa lại ôm chặt lấy hắn như một cái gối. Sau đó, một đứa trẻ dùng sức kéo râu của sói, làm sói hoảng sợ bỏ chạy bán mạng và nhảy xuống biển. Một lần nữa, trí tuệ đã chiến thắng sức mạnh. Dê mẹ và các chú dê con vui vẻ tiếp tục chuyến đi của mình.